Nhiều người hỏi ông Đặng Lê Nguyên Vũ có bình thường không? Khi nhắc đến cái tên Đặng Lê Nguyên Vũ, chắc hẳn không ai còn xa lạ gì với hành trình khi dựng thành công thương hiệu cà phê Trung Nguyên của vị doanh nhân sinh năm 1971 này. Với nhiều đóng góp của mình cho lĩnh vực cà phê tại Việt Nam và vươn ra tầm thế giới, là một người thành công trên con đường mình đã chọn, thay vì giấu bí quyết. Ông từng nhiều lần mở túi khôn và chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm từng trải của mình cho mọi người bởi vì chủ tịch này đặt rất nhiều kỳ vọng ở thế hệ trẻ kế tiếp và tin rằng mỗi người đều có thể trở thành một con người tài giỏi. Ông luôn chứng tỏ rằng giấc mơ 10 đến 15 năm trước của ông không phải là hoang tưởng, hoang đường để nhiều người năm xưa cười khẩy. Nhiều người đã từng đặt câu hỏi, ông Vũ liệu có bình thường không? Người ta không ưa ông Vũ vì cho là ông lòng ngôn, nói những điều vĩ đại, ngôn ngữ bình dân gọi là nói trên trời dưới đất. Ông Vũ nói, kệ đi, con sẽ sẻ và con đại bàng suy nghĩ khác nhau trong một cuộc phỏng vấn đối diện với câu hỏi của nữ mc rằng với những người mà nói anh nổ to quá liệu anh trả lời như thế nào ông đặng lê nguyên vũ bọc bạch ngày xưa khởi nghiệp tôi chỉ có chiếc xe đạp nên khi mơ về thương hiệu hay hãng cà phê thì bạn thấy rồi đó họ nói tôi hoang tưởng tới ngày hôm nay sau 10 đến 15 năm trôi qua họ thấy tôi không hoang tưởng nữa chúng ta cần có hồi bảo ảnh hưởng có hồi bảo chinh phục và có tinh thần thách thức với nghịch cảnh hoặc những áp lực. Có lần ngồi trong hang đá của ông Đạt Lê Nguyên Vũ ở Emprak, Đắk Lắk năm 2020, ông chia sẻ mình không mang chay, chuyện ngủ nghe thì ông bình thường, cũng nhắm mắt, cũng ngủ sâu, cũng mộng mị. Như vậy trong tứ khoái trần tục thì ông chẳng khác ai, khoảng này thì bình thường. Ông ăn uống đơn giản, ông khoe heo gà, rau cỏ ông ăn là do các em nó nuôi, nó trồng. Vườn rau đó vài ngàn mét vuông, rau sạch, Râu sạch nên cây rau, lá rau không đẹp, không mượt mà. Dù vậy bữa tối của chúng tôi rất ngon miệng. Ông ghét dối trá, ghét những người bắn chim, xịt điện cá hoặc vô cớ tàn hại côn trùng, cây cỏ. Ông ghét những kẻ tham nhũng, đục khoét. Ông ghét sự hèn hạ, ghét những kẻ ăn trên ngồi tróc. Nhưng khi ra tòa khóc lóc kể công, xin cho nhẹ tội để về với gia đình. Có người nói ông điên khi sắm dàn xe trên dưới 500 chiếc mà không xài hết lại nói 500 chiếc xe giá trị hàng chục ngàn tỷ đó đem xây nhà cho người nghèo, xây trường cho tụi nhỏ miền sâu còn có lợi hơn. Sau bỏ hoang phí là điên, nhưng ông đã dùng một số ít xe đó cho chương trình cổ động thanh niên đọc sách, cổ động thanh niên lập thân lập chí, khơi gợi hoài bão ước mơ. Có người nói ông hoang tưởng khi mơ đem về 1.000 tỷ đô la cho Việt Nam mỗi năm, cũng có thể ở thời điểm này là vậy. 10 năm sau chưa chắc đúng, sai. Cũng như ngày xưa, có cậu sinh viên đại học y khoa Tây Nguyên làm chuyện đồng trời, từ răng xây túi cà phê, thập thò tìm cách gửi tặng Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi Thủ tướng dự hội nghị ở Buôn Mê Thuật. Cậu sinh viên đó 30 năm sau là ông Đặng Lê Nguyên Vũ bây giờ, xây dựng nên một đế chế cà phê với một ước cà phê triết đạo, thống trị toàn cầu. Ông Vũ còn luôn cho rằng mình là thượng đế, có sứ mệnh giải cứu thế giới. Ông Vũ cho rằng mình thông minh, có thể gắn kết với trời đất, xem mình còn cao hơn cả những người anh em Đức Phật Thích Ca, Chúa Giêsu. Bản thân đã chết đi sống lại nhiều lần, nhưng giờ có thể bay giữa không trung, có thể hô gió, gọi sắm, nghe được các sóng điện thoại, điện từ, biết được mọi việc trên thế giới, biết được ai đó đang làm gì và nghĩ gì, có thể biết được Tổng thống Nga, ông Putin nghĩ gì, biết được họ ngày nào đó thì sẽ chết, kiếp trước của họ là ai, có thể đi qua mọi cõi thần linh ông Vũ còn xin mình là người có trên và bắt mọi người phải quy phục giao tiếp xưng hô bằng đấng tối cao, người, ngài và ông tự xưng là qua, theo như vợ cũ của ông chia sẻ. Ông Vũ không biểu hiện cảm xúc của mình đối với người thân như cha mẹ ruột, vợ, các con ruột, coi tất cả mọi người xung quanh đều là người của thế gian, xa lạ và không có chút ràng buộc. Năm 2017, đám tang cho ruột của mình nhưng ông Vũ không chịu về tang dù chỉ ở đó cách vài cây số, bởi theo như ông Vũ cho rằng ông là người có trên, còn người cha của ông chỉ là người cha thế gian nên không thể chịu tan được. Ông Vũ còn bắt gia đình phải dẹp bỏ bàn thờ, tổ tiên, ông bà, ông địa, để thay vào đó là thờ những đồ vật hết sức kỳ lạ như các hũ muối, đường, mật ong. Chính bởi suy nghĩ cho rằng bản thân là đấng tối cao, cao hơn cả thượng đế, nên ông Vũ cho rằng mọi người xung quanh là những kẻ ô hợp, tầm thường, là ma đói, mà khác, là nô tỳ và phải phục vụ. Vợ cũ của ông cũng chia sẻ bản thân mình nhiều ngày phải đứng, quỳ cùng với các con nghe ông Vũ giảng thuyết thần thánh. Nếu bà hay các con không nghe, hay có biểu hiện gì đó không lắng nghe, thì ông Vũ đây nghiến cho rằng sẽ bị nguyền rủa bởi một thế lực siêu nhân nào đó. Ngoài ra, ông Vũ có sự thay đổi chu kỳ sinh học của người như giờ giấc, cách ăn mặc, đồng phục, màu sắc. Ông ấy có khái niệm về thời tiết nóng lạnh, mùa hè, nóng nực, nhưng vẫn mặc nhiều lớp áo. Ngược lại mùa đông thì lại không cần mặc áo, không cần mặc đồ đi trong nhà. Đặc biệt, ông Vũ còn cho rằng ngồi trong toilet là nơi thông linh với trời đất. Ông Vũ còn thường xuyên lập bẩm cười nói một mình, đôi lúc gào lên, đôi lúc khóc lóc, cho rằng đang điều hành với ma quỷ. Hàng ngày, ông Vũ chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng, ăn cũng được, không ăn cũng được, xem việc đó không quan trọng vì nghĩ rằng mình đã được thông linh nên trở thành bất tử. Đáng chú ý, ông Vũ có cảm giác mình đang bị người khác theo dõi, hạp hại, luôn lo sợ bị công an bắt bớ tra tấn và ông ấy còn rất nhiều lần có biểu hiện tâm lý không ổn định, đôi lúc bùng nổ, kích động, không kiểm soát được hành vi như đã có lần bút cổ bà Thảo, vợ cũ của ông và mẹ ruột hay cầm dao đòi giết chết bà Thảo, làm cho gia đình luôn sống trong cảnh lo âu, sợ hãi. người ta cũng chế dịu khi ông nói tiền nhiều để làm gì? với ông tiền nhiều là để kiến thiết quốc gia, trợ lực cho thanh niên, ủng hộ cho những người có chí hướng chứ không phải để ăn ngon miệng, no bụng, vinh thân phì gia. Ông Vũ có bình thường không khi luôn đau đớn về chuyện Việt Nam phải là quốc gia trung tâm, quốc gia lãnh đạo? Ông Vũ có bình thường không khi luôn châu mày, nhăn trán khi nghĩ về chuyện đất nước sao vẫn còn nghèo, vẫn chưa thể cất cánh? Ông có bình thường không khi tự tìm lối đi, bế quan luyện công 10 năm để vẽ ra công thức mà ông ghi lại dưới dạng đồ hình, cá nhân thành đạt, gia đình thành đạt, doanh nghiệp thành đạt, quốc gia thành đạt, nhân loại hạnh phúc? Tiền nhiều để làm gì? và nếu những điều mà ông làm được là trang bị cho thanh niên ý chí lập thân lập nghiệp, nghĩ giàu làm giàu, kiêu hãnh tự tin, dẹp bỏ tự ti mặc cảm, là giúp người có chí hướng tạo ra những thương hiệu tầm cửa quốc gia, tầm cửa toàn cầu, giúp cho đất nước giàu mạnh, có tiếng nói trên trường quốc tế và không để ai bắt nạt thì đi như vậy cũng xứng đáng điên và sẽ là cái điên huyền thoại.